Hello cho anh em, chào anh em trở lại về kênh của mình. Ngày hôm nay lại tiếp tục trải nghiệm với con tài xỉu bên 68 này anh em ơi. Nói chung là mình cũng làm một số cái phương pháp để cho anh em có thể là bắt cầu bên con này làm sao cho nó hiệu quả ấy. Thì anh em cố gắng xem lại những video cũ nhá. 15 mà con này tài à? Chốt luôn 1M đi nhở, 2M đi. Bắt kiểu của mình thì anh em sẽ không bắt được dài đâu. Nói chung là không bắt được dài. Ok này, một tay này 11, 10, 5, 15, 11, 2, 13. Tay này vẫn là một tay tài nữa này. Đợi tí nhá. Ok. Nói chung là nếu mà để mà chơi tài xỉu anh em cứ phải nghiên cứu kỹ càng. Còn tài xỉu thì con nào nó cũng bịp thôi. Con nào cũng thế, nói thực sự anh em ạ. Kể cả con lớn hay con bé. Con lớn thì bịp kiểu lớn, con bé thì bịp kiểu bé. Nên là nói chung là tiền anh em không nên đánh nhiều vào để anh em cân một phát hết cửa luôn. 63 ra 1 à, mất luôn tay này cơ à. 11 là 11 này. Tay này sẽ đánh xỉu rồi. Xỉu không có an ninh à. Bên này không có all in nhỉ. Thì mình chơi lâu này mình không để ý ấy, vì thực sự là mình ít khi mình all in đấy. Check nào. Ok này. Tám một là 9 vẫn là một tay xỉu này. Dẹp nha, làm tay sâu nhìn phát nữa luôn. Ok. Tay này unin luôn cho anh em xem nhá. Tay 5 mà sợ gì. 4 hay là 6, tay này tài này. 4 hàng 6 trừ 5 1 này. Cho anh em mãn nhãn một hôm. Con này theo mình thì nó sẽ ra một tay tài. Tay tài này nữa xong nó sẽ bẻ sang xỉu. Bẻ sang xỉu dài luôn đấy. Sắp có cầu bệt xỉu một bệt cũng khá là dài đấy. Ok, quá mãn nhãn luôn này. Được cho anh em. Đánh nó phải tầm tầm bậy. Nói chung là khi anh em hiểu thì anh em sẽ đánh được kiểu vậy. Thực ra ấy, với những cái số tiền ví dụ như 17M ấy, thì là với mình là nó là bình thường. Nhưng có thể với anh em nó là số tiền rất to nên anh em không nên all in như mình nha. Thôi mình xin phép dừng video đây cho anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhá. Chào tạm biệt anh em.